Gan được ví như một nhà máy kỳ diệu khi vừa có chức năng dự trữ lại vừa hoạt động sản xuất và xử lý các chất độc hại. Trong lục phủ ngũ tạng của con người, gan vẫn luôn là một bộ phận vô cùng quan trọng và đặc biệt. Cũng vì luôn đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng, thường xuyên tiếp nhận vi khuẩn, chất độc hại mà gan dễ nhiễm độc và có nguy cơ mắc một loạt các căn bệnh nguy hiểm như gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan hay thậm chí là ung thư gan. Theo y học cổ truyền, cách để kiểm tra sức khỏe của gan đơn giản nhất đó chính là quan sát chất lượng giấc ngủ. Nếu như mỗi đêm đi ngủ bạn đều xuất hiện những dấu hiệu sau đây thì hãy coi chừng, rất có thể sức khỏe của gan đang gặp vấn đề. Một, trằn trọc khó ngủ. Y học cổ truyền đã chỉ ra mối quan hệ giữa giấc ngủ và sức khỏe của gan. Nếu một người thường bị mất ngủ, mơ nhiều, cho thấy gan thực sự đang có vấn đề. Điều này chủ yếu xuất phát từ quan niệm, đó là khi con người nằm xuống, máu sẽ dồn vào gan để tham gia vào quá trình giải độc cũng như tự sửa chữa các chức năng bị hư hại. Mất ngủ, thiếu ngủ khiến cho lượng máu đến gan ít hơn, dẫn đến tổn thương gan nhiều hơn. Bên cạnh đó, khi gan mắc bệnh thì các chức năng gan sẽ bị mất cân bằng, đồng thời gây rối loạn nội tiết tố. Dấu hiệu điển hình là nóng trong và gây khó ngủ. 2. Nghiến răng khi ngủ. Không phải tất cả các trường hợp nghiến răng đều là do gan nhiễm bệnh. Tuy nhiên, nếu bỗng dưng xuất hiện triệu chứng này thì bạn cũng không nên chủ quan. Đó rất có thể là dấu hiệu chức năng gan suy yếu và dẫn đến nóng gan. Ngoài nghiến răng, khi gan bị nóng, cơ thể cũng sẽ có thêm dấu hiệu khô miệng, đắng miệng, tính tình nóng nảy, hay bị đau đầu, đổ mồ hôi, nổi mẩn đỏ, mề đay, ngứa ngáy khó chịu khắp người. Tình trạng nóng gan ảnh hưởng đáng kể đến quá trình sinh hoạt và sức khỏe của người bệnh. Thậm chí, nếu không được điều trị, bệnh sẽ diễn biến thành suy giảm chức năng gan mãn tính, gây viêm gan hay thậm chí là ung thư gan. 3. Bị chuột rút bắp chân trong khi ngủ. Đêm nào đi ngủ cũng thấy xuất hiện chuột rút bắp chân xảy ra. Ngoài các nguyên nhân chẳng hạn như mỡ máu cao, thiếu canxi, bạn cũng cần phải cảnh giác với nguy cơ gan bị tổn thương. Theo y học cổ truyền, khi gan nhiễm bệnh, nó sẽ khiến phần gân chân không được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, cuối cùng gây chuột rút trong khi ngủ. 4. Đêm nào cũng tỉnh giấc lúc 1 đến 3 giờ sáng. Thầy thuốc danh y Hoa Đà cho biết, năm cơ quan nội tạng chính là năm cơ quan được liên kết với nhau, hoạt động quanh ngày và đêm, liên quan mật thiết đến giấc ngủ. Từ 1 cho đến 3 giờ sáng là khoảng thời gian cơ thể đang thực hiện chức năng tự làm sạch, loại bỏ các chất thải từ máu và các mô khác. Nếu đêm nào bạn cũng tỉnh giấc vào thời điểm này, rất có thể gan của bạn có quá nhiều độc tố cần phải xử lý. Để gan luôn khỏe mạnh, điều quan trọng nhất nên thực hiện đó là quan sát những dấu hiệu bất thường của gan để kịp thời đi thăm khám và điều trị. Tuy nhiên, trước đó, bạn cũng nên tránh xa những thói quen xấu có thể làm hại đến sức khỏe của gan. 1. Thức khuya. Sau 11 giờ đêm là giai đoạn quan trọng để gan tự sửa chữa. Thói quen thức khuya sẽ khiến gan suy yếu, gây tích tụ chất độc trong gan, nóng gan và thiếu máu gan. Các chuyên gia khuyên mọi người nên ngủ đủ từ 7 cho đến 8 tiếng mỗi đêm và nên đi ngủ trước 11 giờ tối để đảm bảo sức khỏe cho gan cũng như sức khỏe của toàn cơ thể. 2. Hay cáu gắt. Nhiều nghiên cứu cho rằng những người dễ cáu gắt có nguy cơ mắc bệnh gan cao gấp 8 lần so với những người bình thường. 3. Lạm dụng bia rượu. Uống quá nhiều bia rượu, về lâu về dài có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của gan, dẫn đến viêm gan, xơ gan và ung thư gan. 4. Chế độ ăn quá nhiều calo. Ăn uống nhiều thực phẩm giàu chất béo và calo cao sẽ khiến gan có nguy cơ bị nhiễm mỡ. Để phòng tránh nguy cơ này, bạn nên chú ý chế độ ăn uống cân bằng với rau xanh và hoa quả.